Chào các bạn, hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 10 tháng 8 2023. Đây là bến tàu Pattaya của tỉnh Sathon, Thái Lan ha. Thì hôm trước từ Sài Gòn đi Thái Lan, chúng ta có mua sim card của công ty GoHub. Đây các bạn để ý nè, địa chỉ là số 1/6 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, số điện thoại 0866440022 hoặc là website gohub.vn. Đây chính là bến tàu Pattaya, tỉnh Sathon, Thái Lan. Bây giờ chúng ta quay lại của cái sim này. Chúng ta mở nó ra thì đầu tiên sẽ có một cái cây chọn sim. Đứa bé nó khá là ồn. Bây giờ các bạn để ý ha, cái sim này là sim dành cho 8 ngày. Và dung lượng của nó là hình như là 15GB đúng không? Đúng rồi. Ở đây á, mình thấy trên cái này nó ghi là 299 baht. Mình mua trực tiếp từ GoHub thì có giá là 130.000 đồng. Tuy nhiên cái giá này là bắt buộc mình phải mua 3 sim trở lên họ mới bán 130.000 đồng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ nói là cái sim này được sử dụng trong vòng 8 ngày thôi các bạn. Mở cái sim ra luôn mình. Mở sim đó quay trang, đâu có gì không, đâu. Không, mở ra cho thấy được cái sim thôi. Nè nó bung nó ra luôn đi. Mình sử dụng cái sim của công ty GoHub này của hãng Chorumu. Thì từ ngày là 8 tháng 8 tới bây giờ là, xin lỗi, 6 tháng 8 tới bây giờ là được 4 ngày các bạn. Đây chính là cái sim đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái trải nghiệm của sim này. Cái sim này hoạt động khá là tốt các bạn. Hôm bữa là từ Sài Gòn đi Phú Kẹt. Thì mình thấy là ngay tại thành phố Phú Kẹt sử dụng cái sim này nó hoạt động tốt. Lên 5G luôn nha các bạn nha. Cho kể cả Facebook rồi coi YouTube đều được hết. Và ngay cả từ Phú Kẹt chúng ta ra tới đảo Koh Phi Phi thì trên đường đi mình thấy là bắt sóng cũng tốt luôn. Qua tới đảo Koh Lanta sóng cũng tốt luôn. Và qua tới đây là tỉnh Sathon thì mình thấy là nó vẫn chạy ào ào. Mình có đo cái dung lượng của nó thì mình thấy là khi mà tải một video á, khoảng độ 30 giây á, thì nó sẽ mất khoảng độ 1 phút các bạn. Bình quân á, là mình thấy là nó trong khoảng độ gần 1 megabyte cho 1 giây á, có khi nó thấp hơn. Do đó mà 30 giây mà phải tải khoảng độ 2 phút. Cơ bản nếu mà dùng để tải video để làm việc thì rõ ràng là không có làm được. Nhưng mà sử dụng cho những cái tác vụ về Facebook, về YouTube thì mình thấy là tốt. Như xăng vẫn chạy ào ào, ngay cả ngoài biển. Trước khi mình sử dụng cái sim của công ty GoHub này á, thì mình đã từng mua sim của một số bạn bán trên mạng. Thì mấy đợt trước mình thấy cái sim nó cũng hoạt động tốt luôn. Cơ bản đối với sim mà đi du lịch Thái Lan các bạn thì chúng ta có thể mua ngay tại sân bay Phuket, sân bay Bangkok. Tuy nhiên mình thấy là cái giá của nó thì khi mà bán ngay trực tiếp tại sân bay á thì nó có giá cao hơn. Do đó mình cũng khuyên các bạn là nếu các bạn cảm thấy là mua tiện lợi á, mua thẳng ngay tại ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng gì đó, mua thẳng luôn. Rồi qua đây cho các bạn chỉ cần đưa cái sim vô là các bạn sử dụng, kích hoạt một cái là ok. Kích hoạt cũng dễ đúng không ta? Mình chỉ bỏ như gắn vô cái xong mình khởi động lại là nó tự động nó chạy à. Gắn vô chứ không có cần làm gì thêm. Cái hạn chế của GoHub ở chỗ là cái sim của họ hiện tại, cái đợt mình mua là họ nói là chỉ có 8 ngày và 10 ngày mà thôi. Có nghĩa là mình phải mua nhiều cái sim card trong trường hợp các bạn đi nửa tháng hoặc một tháng. Chứ nó không có loại sim 30 ngày. Nhưng mà ngay tại Bangkok, ngay tại sân bay Suvarnabhumi và hai là tại sân bay của Phú Kẹt không có tháng luôn, có 30 ngày luôn. Có nửa tháng, có 30 ngày tùy lựa chọn. Đúng rồi. Do đó nếu các bạn không muốn đổi sim mà muốn mua loại sim 30 ngày thì có thể mua ngay tại Phú Kẹt. Nhưng mà mình thấy là mua ngay tại sân bay thì rõ ràng là giá cả nó cao hơn. Hôm bữa thì trước khi mình mua cái sim của GoHub thì mình có nói chuyện với họ, thực ra là chat qua Zalo á. Thì mình nói với họ là đâu là lý do mà du khách người Việt Nam sẽ phải mua sim của công ty của bạn, và mình có nhấn một mạnh cài như thế này là mình nói là cái giá sim bên bạn nó có rẻ hơn bên Thái Lan đâu. Thì em đó trả lời lịch sự, nói là cái sim này bên em bán ra thì bên em sẽ dạng như là đi theo suốt cho anh luôn, và bất kỳ cái sự cố nó xảy ra thì bên em sẽ hỗ trợ 24/24. Thì mình cảm thấy là cái dịch vụ tốt, và lúc đó mình có so sánh cái giá trên mạng các bạn. Như các bạn thấy là ngay tại sân bay Phú Kẹt á, thì họ bán cái sim này là 299 baht, là 300 đi 300 mà nhân cho khoảng độ tỷ giá khoảng độ 200-201 thì có nghĩa là chúng ta mua cái sim này chúng ta lợi đó, chứ không có bị mắc đâu.
Mình chưa có nghiên cứu sâu hơn về tất cả các loại SIM của Thái Lan và giá cả nếu mà mua ngay tại bên ngoài, không ngay tại sân bay. Nhưng mà rõ ràng nếu mà so sánh giá sân bay với giá mua của Google Hub thì mình thấy là các bạn mua Google Hub là sẽ được. Và các bạn lưu ý nha, như nãy mình nói là cái SIM của Google Hub này kỳ này mình mua là phải mua trên 3 SIM mới bán giá là 130.000 đồng. Và họ có dịch vụ gọi là sao ta? Em nghĩ nha. Shipping nha. Khoan. Có nghĩa là họ giao tới tận nhà các bạn nha, nhưng mà phải có phí. Và ở Sài Gòn thì giao tận nhà chỉ trong vòng một ngày thôi, nói chung là mấy tiếng đồng hồ là có à. Và nói đi, gì nữa? Em nghĩ nha, thật ra ai đi cũng thí dụ cho dù đi 8 ngày nữa cũng trang bị trên 2 SIM để sử dụng cho thoải mái hơn. Tại vì có những ví dụ như mình tra đường không thì không nói gì. Có những bạn ví dụ như là coi phim này nọ đồ á thì họ có thể trang bị cái SIM họ để coi cũng được, thoải mái hơn. Cái dung lượng nó sẽ lớn hơn nữa. Mình khuyến khích các bạn là không có coi phim, bởi vì thực sự là nói là Thái Lan thì ở các nơi là cái wifi thì sẽ nó mạnh, do đó là cái SIM này chỉ dùng để xem. Không nhớ hồi ở khách sạn mình mua cái đâu có wifi mạnh đâu, tùy nơi á. Không, nhưng mà thường khách sạn nó sẽ có, chứ còn nếu mà dùng cái này để coi YouTube là chết luôn á, là bởi vì cái dung lượng nó chỉ có 15GB thôi. Các bạn nhớ là chỉ có 15GB ha, nên nó chủ yếu là xem Facebook, đọc tin tức hoặc là để tra đường đi nước bước đó thôi, chứ không để dùng coi phim là thua. Nhưng mà ở bên Thái Lan thực sự mà nói là ở các khách sạn thì sử dụng wifi là ok. Chẳng qua là bởi vì mình làm việc tại đôi khi nó khó ở chỗ là tại vì mỗi một lần một video mình lên á là khoảng độ từ 3GB đến 7GB tới 8GB, do đó là mình cần những cái nơi có khách sạn hoặc là những quán cà phê có wifi mạnh. Còn các bạn mình nghĩ là chỉ cần vô cái quán nào có wifi là chạy ào à. Đó là cái sự tiện lợi của Thái Lan. Còn gì nữa không ta? Thực ra thì đại đa số các bạn du lịch ở Thái thì các bạn đi ngắn ngày, khoảng độ 8 ngày tới 15 ngày gì đó, thì mình nghĩ là các bạn mua cái loại SIM này được rồi. Có nghĩa là 130.000 đồng, hai cái là 160 trong trường hợp các bạn đi nửa tháng. Đó vậy thôi. Bất tiện chỗ là phải mang theo nhiều SIM. Và cái đóng gói của họ cũng rất là lịch sự các bạn. Mình thích cái dịch vụ của GoHub.vn. Còn gì nữa không ta? Cái gì về SIM nữa không? Rất dễ sử dụng, nói chung dễ sử dụng. Rồi, chỉ có vậy thôi. Các bạn cần mua SIM thì có thể liên hệ với GoHub.vn nha. Và các bạn nhớ tra cái giá nó, xem cái giá ở trên mạng nữa. Bởi vì hiện tại Việt Nam thực ra là rất rất nhiều người bán SIM. Mình thấy là toàn là bán SIM đi Thái Lan, rồi SIM đi Trung Quốc. Ôi, hả rầm các bạn, đông lắm luôn á. Nhưng mà vẫn phải là kiếm một cái nơi nào đó nó có dịch vụ tốt để an tâm mà chúng ta sử dụng thôi. Và hơn nữa, hồi nãy mình nói như của Hub nó có một điểm hay, chẳng hạn như là mua SIM ở Việt Nam có điểm hay ở chỗ là chúng ta mua sẵn là đến sân bay, hoặc là lúc mà máy bay nó đáp cánh rồi thì mình có thể gắn vô mình sử dụng liền, mình đỡ này. Đúng rồi, đỡ mất thông tin hơn trong việc chúng ta sẽ phải xếp hàng dài để mua SIM card ngay tại sân bay. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.